từ. Mọi người sẽ phát âm 4 từ này và xem là từ nào có cách phát âm khác nhá. Alright, 3 giây nhìn nhanh 4 từ đi nào. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ nhìn phiên âm nhá. Từ đầu tiên chúng mình sẽ phát âm là Earth. Từ thứ hai, North. Từ thứ ba, Northern. Từ cuối cùng, Month. Rồi, vậy thì rõ ràng rồi, đáp án sẽ là gì? C đúng không? Nhá, rồi. Bây giờ thử thách sẽ dành cho các bạn nha. Đây là 4 từ tiếp theo. Các bạn hãy dừng lại 5 giây để đọc 4 từ này lên và chọn từ có phát âm khác biệt nào. Dừng lại nhá. Được, mình chọn toàn C. Phải chọn toàn C. Phải chọn toàn C. Rồi, cùng mình xem đáp án là gì nhá. Đây là phiên âm của 4 từ. Chúng mình sẽ đọc từng từ này. Station, information, equation, destination. Rồi, vậy thì đáp án lúc này sẽ là C. Rồi.